Xin chào, Ấn Độ, một đất nước có dân số lên đến cả tỷ người và họ tương đối nghèo. Chính vì nghèo mà dân số lại đông, cho nên nơi đây có rất nhiều các bộ tộc với lối sống lạc hậu và hà khắc. Đặc biệt, lại là một đất nước phương Đông trọng nam khinh nữ là quan niệm đời thường và phổ biến. Kết hợp lại với nhau, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hình thức đối xử vô cùng tồi tệ với phụ nữ ở Ấn Độ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Ở Ấn Độ, người ta rất kỵ những người phụ nữ đã đến ngày đèn đỏ. Và việc giam lỏng phụ nữ đến ngày là một trong những nạn phân biệt giới tính khủng khiếp. Ở nơi đây, có đến 80% phụ nữ không được tiếp cận với các dụng cụ y tế cần thiết cho ngày đèn đỏ của mình. Thậm chí, họ cũng chẳng được dạy kiến thức sinh học về việc đó. Rất nhiều hành vi cấm đoán, khinh miệt đã xảy ra tại đây. Khi đến kỳ, những phụ nữ sẽ không được tiếp xúc với mọi người ngoài xã hội và đền thờ. Thậm chí có những nơi, phụ nữ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không được vào bếp, chạm vào đồ ăn vì họ cho rằng những người đang đèn đỏ là không thuần khiết. Nếu những người phụ nữ ấy chạm vào đồ ăn, tiếp xúc với mọi người, đền thờ thì được coi là bị vấy bẩn. Thậm chí, tại Sitatola, một ngôi làng ở bang Maharashtra, miền Trung Ấn Độ, còn dựng sẵn những túp lều gọi là gao cỏ, làm nơi trú ngụ tạm bợ của những người phụ nữ đến ngày vì bị đuổi ra khỏi nhà. Họ sẽ phải ở đây cho đến khi hết ngày, người thân sẽ mang thức ăn đến hoặc không. Vào ban đêm, họ sẽ phải đối diện với thú dữ trong rừng hoặc bị bắt cóc, bị hấp bật lửa. Đã có một số người phụ nữ bị rắn cắn và mất mạng khi đang ngủ ở gao cỏ. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc phân biệt trong cuộc sống thường ngày, mà trong công việc nó còn tồi tệ hơn. Phần lớn phụ nữ, đặc biệt là những người từ các gia đình nghèo, không có trình độ học vấn ở miền Tây bang Maharashtra, thường làm công việc thu hoạch mía cho các chủ thầu giàu có. Khi đó, những người phụ nữ nghèo sẽ làm việc như nô lệ, tên chủ sẽ dùng mọi cách để vắt kiệt sức lao động của họ. Trong đó, họ sẽ không thuê những người phụ nữ đang đèn đỏ vì sợ những công nhân của mình sẽ giảm năng suất làm việc. Vì vậy, để có một công việc tốt và có sức làm việc cao, nhiều người phụ nữ trẻ đã tìm cách giải quyết vấn đề của mình. Và một trong những cách phổ biến ở nơi đây đó chính là chia sản. Đặc biệt, phụ nữ ở đây thường là nạn nhân của tảo hôn. Nhiều cô gái vừa tròn đôi mươi đã có đến 2-3 đứa con. Bây giờ họ không có nhu cầu có con nữa, mà nhu cầu của họ là có một công việc tốt với thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Vậy nên chia sản, cắt bỏ tử cung sẽ là phương pháp tối ưu nhất. Lại có nhiều bác sĩ vô nhân đạo, họ không tư vấn cho khách hàng những tác hại, sự thay đổi khi không có tử cung mà sẽ phẫu thuật luôn. Kết quả là ở Ấn Độ có những ngôi làng mà người ta gọi là làng phụ nữ không tử cung. Sau khi vấn đề này được cập nhật tại hội nghị nhà nước bởi nhà lập pháp Nigel, Bộ trưởng Y tế Sindhu thừa nhận rằng đã có 4.605 ca cắt tử cung tại quận Bid chỉ trong vòng 3 năm. Ở miền nam bang Tamil Nadu cũng thảm khốc không kém. Những người phụ nữ làm việc trong ngành may mặc trị giá hàng tỷ đô la bị bắt uống những loại thuốc không nhãn mác để họ không bị mất năng suất trong kỳ kinh. Và kể cả trong môi trường có nhận thức cao như trường đại học thì các em gái cũng bị đối xử không kém phần tồi tệ. Tại ký túc xá ở thành phố Bắc, bang Gujarat phía Tây Ấn Độ, 68 nữ sinh đã bị yêu cầu kiểm tra chỗ đó xem có đang đến ngày đèn đỏ hay không. Các cô gái trẻ đều là sinh viên của học viện Sisarana, được điều hành bởi một nhóm tôn giáo Ấn Độ giàu có và bảo thủ. Họ bắt buộc những nữ sinh khi đến kỳ phải tuân theo quy tắc Kanner. Quy tắc này như sau: nếu đèn đỏ, không được phép chạm vào những người bạn học khác, không được đi chùa, không được đến những nơi tôn giáo, vào giờ ăn phải ngồi xa mọi người. Trong lớp học sẽ ngồi ở băng ghế cuối cùng và những nữ sinh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi ký túc xá cho đến khi hết kỳ mới được quay lại. Sự việc lột để kiểm tra bắt nguồn từ việc người quản lý ký túc xá phàn nàn với hiệu trưởng rằng nghi ngờ có những người vi phạm quy tắc Kanner. Một số nữ sinh đang đèn đỏ đã lén lút đi vào bếp, giao lưu với người khác hay đến chùa. Do đó, hiệu trưởng đã yêu cầu nữ sinh cởi trước nhà vệ sinh để kiểm tra. Nhưng nữ sinh đã kể lại rằng những gì đã xảy ra với họ là một trải nghiệm rất đau đớn. Điều này khiến họ bị tra tấn và chấn thương tinh thần. Một nhóm sinh viên đã tổ chức một cuộc biểu tình trong khuôn viên của trường, yêu cầu chấm dứt ngay những hành động được cho là làm nhục những sinh viên nữ của ban giám hiệu. Thế nhưng thay vì nhận lỗi thì vị phó hiệu trưởng lại cho rằng các sinh viên đã vi phạm quy tắc và do đó việc kiểm tra là không có gì sai trái. Đồng thời còn yêu cầu các nữ sinh phải xin lỗi vì hành vi của họ. Các bạn thấy, trong khi đa số chúng ta đều sống một cuộc sống bình thường
và luôn ao ước với những điều xa xỉ, thì lại có những người chỉ mong được sống cuộc sống bình thường như chúng ta. Ở một nơi nào đó, phụ nữ là nóc nhà, thích thì đàn ông được ngủ trên giường, không thích thì phải xuống đất mà ngủ. Thế nhưng ở một nơi khác thì phụ nữ chỉ cần có cái gì đó siêu mỏng mát lạnh để dùng mà không được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.